Lần đầu tiên em gặp Tiên là em thấy Tiên đẹp trai lắm. Bây giờ Tiên vẫn đẹp mà. Không, bớt đẹp rồi, hồi đó anh thấy đẹp dữ lắm luôn. Em thấy đẹp cái em thích. Mà lúc em còn kêu bằng chú. Chú Tiên, cứ đi theo chú Tiên xin mượn điện thoại chơi, cứ kiếm chuyện nói chuyện với chú hoài luôn. Rồi em về nhà em cảm thấy sụp đổ. Xong rồi không được gặp thì em buồn vậy thôi. Rồi sao vậy? Xong rồi mẹ em quay lại là vẫn thích lại chú. Con bé tìm cách tiếp cận gia chạm mình. Hai tay nó bắt đầu lườn vô cái eo. Hơi kỳ kỳ á. Em chỉ nhịn thôi anh, đừng có kể quá. Trong, bình thường để rồi lấy ra luôn, sao tự giờ để luôn. Cái giờ cái ngực ấy. Dạ, lời nói đầu tiên thì cho Quách đầu tiên xin phép được chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Chào chị Vân, chào anh Mr. Bean. Mình là Quách Ngọc Tuyên, còn đây là Hồ Thảo Hân, là bà xã của Tuyên. Một vạn khán giả hỏi tôi rằng: anh ơi, anh có biết tuổi của anh Ngọc Tuyên không? Trời ơi, nếu mà em không nói là người ta đoán em là như 20 hoặc là 50-60 đó. Trời ơi. Phải nói. Quách đầu tiên hiện tại thì sanh chính xác là ngày 2 tháng 4 năm 1984. Mời em. Chào quý vị khán giả. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Thảo Hân, năm nay em 20 tuổi. Trời ơi, nó non quá ha. 20 tuổi. Anh rất muốn nghe hai vợ chồng em hãy kể lại đi. Lần đầu tiên hai vợ chồng em gặp nhau là ở đâu? Và ai cua ai trước? Gặp nhau khi nào? Từ thú nhận đi. Em với Tuyên gặp nhau là năm 2012. Là mẹ em làm phục trang cho sân khấu Nụ Cười Mới. Năm 2012 lúc đó là em 12 tuổi. Em 12 tuổi. Là Tuyên bằng là biết ngôi vợ á. Tuyên là diễn viên ở đó. Xong rồi lần đầu tiên em gặp Tuyên là em thấy Tuyên đẹp trai lắm. Bây giờ Tuyên vẫn đẹp mà. Không, bớt đẹp rồi, hồi đó em thấy đẹp dữ lắm luôn. Em thấy đẹp cái em thích. Mà lúc đó em còn kêu bằng chú. Chú Tiên, cứ đi theo chú Tiên xin mượn điện thoại chơi, cứ kiếm chuyện nói chuyện với chú hoài luôn. Chết rồi, giờ tôi phải coi em Bí Ngô nó hay đi theo ai. Điện thoại ai nó đi theo ai để nó mượn điện thoại với lại nó. Chết rồi, bây giờ tôi phải suy nghĩ nha. Mà lúc đó bé Hân nhỏ xíu à, chỉ là cái cảm giác mới lớn thích vậy thôi. Tiên lúc đó chắc nghĩ là giống như là con cháu nó mượn điện thoại cho nó mượn vậy thôi. Con cháu thì chơi game. Em ra em diễn thì mượn điện thoại chơi game thì cho chơi game vậy thôi. Rồi sau này mới nghe kể lại thì mẹ của bé Hân thì không làm phục trang đó nữa, tạm ngưng. Thì tự nhiên về không được gặp và tự nhiên cảm thấy trong người buồn buồn. Bé Hân buồn hay là bé Hân buồn? Em buồn. Em thì chắc chắn là lúc đó em chưa có gì rồi. Rồi bây giờ để Hân kể tiếp nè. Đó, buồn sao nè? Lúc đó em về nhà em cảm thấy sụp đổ. Xong rồi không được gặp thì em buồn vậy thôi. Rồi sao nè? Xong rồi mẹ em quay lại là vẫn thích lại chú. Lúc quay lại là lúc đó em lên thôi. Em không lên tuổi chưa? Em lên được 13 tuổi. Cũng đi theo làm sao chơi chú diễn thì đứng trong nhìn coi vậy đó. Tính đi khi nào thì em mới phát hiện là bé cháu này nó khoái mình. Cái thời điểm mà bé Hân cứ đi theo tò theo em á, cũng tìm cớ để mà được đi chung xe với em. Không, tại vì nhà anh gần nhà em nữa, mẹ em chở đồ, phục trang thì nhiều đồ. Em ở trọ bên quận 8 á, bên cầu Trời á, thì cũng tiện đường ở đó thì xe bên kia chở phục trang, còn xe đây em chở bé Hân thì em cũng không nghĩ gì hết. Sao thấy con bé này cũng kỳ kỳ ta. Tự nhiên có một vài anh em đồng nghiệp diễn chung sân khấu nói: Tiên, thấy kỳ lắm nha, có phải vậy không? Cái em cũng không nghĩ á, tôi thấy con bé Hân kỳ lắm nha, nhưng nó thích ông hay sao á. Tôi nói cho ông nghe nha, nó còn nhỏ, nó còn đi học á, ông đừng có tầm bậy tầm bạ nha. Thì em cũng cho qua này nọ, nó bị khùng hả? Con bé nó còn nhỏ xíu mà anh trong sân khấu ai cũng thương bé Hân, với là mẹ con bé Hân hết. Rồi cái ngày này qua tháng nọ, cái bé Hân từ từ lớn lên, vẫn tiếp tục tò đi theo. Mà vẫn đứng trong cánh gà nhìn bằng một cái đôi mắt ngưỡng mộ. Em không đi hiểu. Đi theo 4 năm. Trời ơi. Cũng lâu mẹ con đi làm, đi bận thì con làm giùm mẹ con, thì tối con nhờ chú chở về. Chú dễ về xong thấy con kêu là: chú mấy chú chở con đi một vòng đi, con có này con nói chú nghe nè. Cái chạy hết một vòng, cái chú Tiên hỏi: con nói gì? Không, mấy chú chạy thêm một vòng nữa đi. Chạy hoài luôn, chạy hoài con nói. Tim đập mạnh lắm đúng không? Xong cái trở về xong mấy ngày sau lại nhờ trở về nữa, cái con lại kêu làm như vậy nữa mà con vẫn không nói. Không, cứ còn cửa miệng là con có chuyện này muốn nói cho chú nghe nè. Mới chở một vòng mà không nói. Rồi mình già rồi mình cũng hiểu cái con. Mình biết là cháu nó muốn nói gì. Em thôi, thừa biết là cái gì rồi. Thỉnh thoảng đó, ngày xưa là hai chở đi ăn bánh lăng, chở hai mẹ con cũng đi ăn luôn. Thì cái bé Hân cũng xin mẹ về trước đi, để chú Tiên chở con đi một vòng. Tự nhiên vô tình chở về thì chị cũng biết rồi. Một đứa cháu nó thích mình phía sau thì chắc chắn nó phải tìm cách gia chạm mình. Quá tâm lý, đúng rồi. Con bé ổ gà ổ ơ là một cái pặc là coi như hiểu rồi. Nhưng mà em có cảm giác hay không? Có, là từ cái lúc đó em nhớ là em chở qua cái cầu chữ Y. Là con bé tìm cách tiếp cận gia chạm mình. Hai tay nó bắt đầu lườn vô cái eo. Hơi kỳ kỳ á. Em chỉ nhịn thôi anh, đừng có kể quá. Trong, bình thường để rồi lấy ra luôn, sao tự giờ để luôn. Cái giờ cái ngực á. Ổ gà đó, ổ gà sốc.
là đụng một cái khanh, rất là mặt và đụng một cái khanh. Đúng rồi. Chú thấy kỳ nghe. Chú cũng nhột nhạt. Bé này cũng lớn rồi ta. Bắt đầu thấy bắt đầu cũng lạ lạ, mình cũng có chút cảm giác. Đàn ông mà. Từ đó bắt đầu chuyển biến hơi tâm lý một tí. Có nói cho chị Hương nghe không? Câu chuyện nói cho mẹ là hôm đó sinh nhật em. Anh Tuyên mới rủ là đi ăn, chở chị Hương với Hân đi ăn. Đi ăn thì anh Tuyên mới chạy, lúc ăn thì không nói đâu, để chuẩn bị đi về, đang chạy trên xe vậy nè. À, chị Hương à, bây giờ em có chuyện muốn nói với chị. Em với bé Hân là thích nhau. Bây giờ chị cho em với bé Hân quen nhau. Xong rồi mua nhẫn cho con. Rồi lúc chị Hương sao? Giờ muốn biết chị Hương sao nè. Mẹ cũng cười hoài luôn. Chị Hương nghe chị Hương cười sằng sặc hả? Chị chạy vừa cười cửa. Vậy thôi tao đi về trước nha. Tao về trước nghe mà chiếc Hương nhẫn mà cực lắm. Tự nhiên không, lúc đó không đưa. Tự nhiên đang chạy xe vừa chạy vừa móc nhẫn. Sao em hề quá đi. Xem hề quá. Xong rồi mẹ em mắc cỡ nữa. Về kể mẹ mắc cỡ quá. Cái mẹ chạy về trước. Chú đeo nhẫn cho con mình mà tự nhiên mình mắc cỡ. Mà nhưng mà vậy một tay á. Lòn lòn đi tìm chiếc nhẫn ở đâu rồi ta. Mà nói nghe nè, cái cảm giác mà khi mà em được làm vợ cái người mà em thương nó sao? Cái lúc mà được làm vợ rồi thì quen quá. Em cảm thấy điều đó là điều hiển nhiên luôn. Ủa vậy hả? Là em lập mục tiêu là em phải lấy được anh này luôn á. Trời ơi. Bởi vì em mới nói em là người thụ động tất cả là trong kế hoạch hết. Nên là cái chuyện đó là em cảm thấy hiển nhiên em phải được như ngay vậy. Ngay cả cái chuyện này là trong sâu xa, trong tiềm ẩn của em hay là đứng trong cánh gà quan sát rồi này nọ là trong kế hoạch hết. Rồi bây giờ anh nói nè, trong sân khấu của mình toàn là mấy tay hay chọc ghẹo người ta vậy lắm. Rồi đến khi hai đứa yêu nhau và công khai cho sân khấu biết thì lúc đó mọi người phản ứng sao? Trước khi công khai là hai đứa vẫn tiếp tục đi coi phim. Trong một lần đi coi phim nhớ hoài luôn. Em nhớ là Maximus ở 3 tháng 2, hai đứa coi phim xong làm phép là chạy trên đường để đi về á, thì lù lù đâu hai nhân vật rất là đáng sợ. Hứa Minh Đạt và Tân Chê. Rồi sao trời ơi, mà hai đứa vẫn tỉnh táo không biết chuyện gì. Sau này nghe kể lại á là Tân Chê mới phát hiện ý chiếc xe của anh Tuyên kìa. Hứa Đạt kêu chở lên ý chở nghệ nào bén quá luôn, chưa biết với Hân luôn. Rồi chạy lên gần tới cứ rà sát bên đây là phát hiện với Hân rồi, biết tính Tân Chê rồi. Ý quá đầu tiên. Gặp Hứa Minh Đạt nữa. Rồi lúc đó sao? Rồi lúc đó em sao? Thì em cứng rồi. Em già, nói chung là già rồi. Em rất bình thản, em từ từ, em bình thường. Em nhớ với Hân lúc đó cái tay bên phải nè bấu chặt, em cứng ngắc rồi không nói nên lời. Sợ. Em quay mặt vô trong vậy nè. Anh chạy lẻ đi, lẻ. Mà ác một cái là con quỷ tên Chề với là Hứa Minh Đạt. Biết em vậy còn dí em. Là đoạn đường Nguyễn Hữu Huệ luôn. Cái khu đó chút xíu à. Biết. Rồi sau đó là coi như là banh hết luôn đúng không? Banh hết. Rồi công khai. Mọi chuyện đều biết hết rồi. Bởi vì cũng không cần phải công khai nữa. Rồi đến bao lâu thì bé Bảo Ngư xuất hiện? Khi mà em mua được cái nhà ở bên Nguyễn Hữu Thọ thì bé Hân có ngỏ lời là anh. Thí dụ anh mua nhà ở bển đó là anh ở mình hả? Thì lúc đó là bé Hân là chị Hương là hai người vẫn đang ở trọ. Thì bé Hân nói là anh có ý định cho em qua ở chung với anh không vậy? Cũng trong kế hoạch luôn. Trong kế hoạch mà. Nhưng mà mẹ ở chung với em á. Rồi sao? Dính luôn chứ sao vậy? À, thì buộc vô thế rồi, không lẽ giờ mình tách hai mẹ con ra. Thì em nói là thì chị Hương qua ở cũng ở bình thường, nhà thì có phòng. Khoảng thời gian đầu thấy cũng có người thì mình chưa quen cái cảm giác đó. Rồi tự nhiên sau này thấy đi làm về có người nhà đi tới luôn cũng đỡ. Rồi có người nấu cơm ăn giặt giũ này nọ thì cũng đỡ, bắt đầu thích nghi từ từ. Rồi thích nghi luôn. Cái chuyện mà có bé Bảo Ngư là hai đứa quyết định, bé Hân cũng biết chuyện. Bé Hân nói anh giờ cũng lớn tuổi rồi, chờ em này nọ học xong đại học rồi này nọ, chắc chắn lúc đó là em phải qua hàng 4. Thì lâu lắm bé Hân mới hy sinh. Bé Hân nói thôi chắc tính đường có con đi. Em còn nhớ luôn, vừa giao thừa mùng 1 Tết năm đó. Một trận hoành tráng. Nhưng mà nè anh nói nè, đến khi em phát hiện được là em có có thai. Thì em có báo liền cho anh Tuyên hay không? Em báo liền chứ, em hoang mang lắm. Mà lúc đó không có Tuyên ở nhà. Anh đi diễn ở đâu? Anh đi Huế hả? Lúc đó là em, anh Hứa Minh Đạt, anh Hoàng Mèo với Tân Trời. 4 anh em là một nhóm hài đang đi diễn ngoài Huế á. Vừa mới xuống máy bay luôn, đang ngồi ở trên chiếc xe hơi của một đứa em, nó rước, nó từ trong Huế chạy ra rước về. Thì lúc đó bé Hân báo tin là có bầu. Em nhận tin? Em nhận tin. Em cứ nghĩ là giỡn. Em nói thôi đừng có giỡn, bậy bạ. Lúc đó bé Hân mới khẳng định chắc chắn lại lần nữa là dính hai vạch rồi. Trời ơi, cảm giác sung sướng muốn nổ tung chiếc xe luôn á. Nhưng mà phải kiềm, phải tiết chế lại. Em là mang thai lúc mà mình còn rất là trẻ. Và thêm bạn Tuyên, cái giai đoạn là bạn Tuyên rất là đi diễn rất là nhiều nơi. Dạ, đúng rồi. Mà làm nhiều dự án như vậy. Thì cái điều mà em
em lo sợ cái lúc đó là em có tủi thân không? Dạ có, trước đó là con đã nhõng nhẽo lắm rồi. Em cứ buồn hoài, khóc. Ông này đi tỉnh một cái là em khóc, khóc tới khi nào mệt mỏi đi ngủ thì nghỉ khóc. Khóc miết, khóc ngày này qua ngày nọ. Đợt đó là anh đi Hàn Quốc, trước ngày đi khóc dài dài, trước một tuần lễ ông lên bay là khóc, khóc dài 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 dài. Tới cái ngày ông đi, ông ra tới sân bay ông gọi về ông giận thấy em khóc. Khóc xong qua tới Hàn Quốc gọi về vẫn còn đang khóc luôn. Mà em không hiểu tâm lý ở đâu. Nước chỉ có đâu một cái là khóc. Vậy trời, là phải đụng là tới là khóc. Mà khóc vậy thì lại ảnh hưởng đến em bé. Thì mình lại sợ. Em lại lo, em lại đánh vô vấn đề tâm lý con em nói nè. Vợ bình tĩnh. Bây giờ vợ càng khóc ảnh hưởng sức khỏe rồi ảnh hưởng con này nọ. Nhưng mà vẫn khóc. Rồi nay cái mặt bà vui trời ơi, mặt hề lắm. Phải nhìn cái điện thoại đó. Em lấy cái điện thoại ra em cho cái tấm hình mà bà mới nhất nè. Trên Facebook á, trong studio. Cái mặt bé nói chung là nó nghiêm nghị lắm chị. Nhìn chịu nổi luôn. Dạ đây. Dễ thương quá vậy. Wow trời ơi dễ thương quá nè mọi người. Quá là dễ thương bé Bào Ngư trời ơi. Chị cứ kéo qua từ ta. Cưng quá ha. Rồi bây giờ lấy nhau xong rồi là được mấy năm rồi ta? Hai đứa làm coi như chính thức 2 năm. 2 năm. Rồi bây giờ sao? Có lòi thói hư tật xấu gì của ông chú ra không? Đó. Bây giờ em sẽ kể một câu chuyện dài. Bình thường là đã kỹ tính rồi, kỹ lắm, kỹ kinh khủng kỹ. Từ ngày có con, ông còn bị bệnh kỹ tính gấp mấy ngàn lần nữa. Cái nhà, ông quét cũng lâu, ông lao cái nhà cũng lâu. Còn ông lao với bạn hỏi lại mình, anh lao hỏi chi vậy? Mũi con nó hết vô viêm mũi. Bây giờ là con nó đi bao đi mà. Dubai đúng không? Trời ơi, ảnh làm cả một cái kênh, ảnh làm cả một cái kênh official cho con bé Bào Ngư luôn. Thế hôm nay tôi phải lên tôi coi. Đó. Tôi coi bà dễ thương quá. Rồi còn gì nữa không? Nhiều kỹ tính vậy tốt. À, tiếp nữa nè. Xấu nào khác nữa nè? Dạ, nhậu. Nhậu. Nhậu đúng rồi, cái này xấu nè. Nhậu xỉn dữ lắm mà cứ anh không có xỉn, anh tỉnh, anh ổn mà. À câu anh ổn mà là anh xỉn dữ lắm rồi đó. Anh ổn mà anh về được. Xấu. Nhưng mà nhậu xong rồi nhậu khuya về có tắm không? Hay là lên leo lên ngủ luôn? Tắm đêm cô ơi. Không được. Nhậu cũng khởi tắm mà không nhậu cũng tắm. Không. Đi làm về cỡ nào 1 giờ cũng tắm, 12 giờ cũng tắm, cỡ nào cũng tắm luôn. Không làm không? Dạ có. Không được nghe bỏ nha. Con cứ nói hoài à. Chị nói em nghe, chị có lau người thôi. Chị nói nghiêm túc luôn. Thế là cái đầu của em mà như anh đi quay biết rồi, đầu mình dính keo ha này nọ. Anh đi lại biết không nói nha. Không được. Đi lại cũng hạn chế, bớt lại. Sáng sớm tắm sớm lại tốt, cực tốt. Rồi sao nè? Kỳ lắm, đồ con đã mua một bộ rồi. Là con mua cái áo với cái quần là một cặp. Cứ tách ra mặc không à. Rồi sở thích mặc kỳ, thích mặc áo sọc với quần bông. Thôi kệ người ta đi, bây giờ cái đôi lúc mình phải phá cách chứ. Bây giờ tới bé Hân đó. Bé Hân có tật xấu gì không Tiên? Có chứ. Dạ, tật xấu của bé Hân là có thể là do cái tính em kỹ tính thiệt. Giống như là em thích mọi thứ nó gọn gàng. Thí dụ sáng ngủ dậy cũng xếp cái mền, xếp cái gối để nó gọn gàng vô một góc. Bé Hân thì lại hai bài ra. Nhiều lúc nói sao vợ bài tùm lum, nhìn cái nhà nó bày hay quá làm ăn không lên. Thỉnh thoảng bài này quăng cái, bài này quăng cái. Cái em nói bị câu cửa miệng là em quên. Lúc trước em quên, cái gì quên hoài vậy? Sau này dựa vô một lý do là em mới đẻ mà bổ chích quên. Coi như là hơi đến khi mình dọn mới hơi được. Hơi bừa bộn đi. Rồi. Được cái đó là thêm nữa. Hay giận mấy chuyện với vu vơ nhưng mà giận xong cái tự thấy mình có lỗi thì tự quên. Thôi vậy cái đó đáng yêu mà. Cái đó đáng yêu mà. Rồi, không nè? Giận cho có thú vị vậy thôi. Ừ, thú vị gia đình cuộc nè, sống. Có ghen không? Có. Không. Không hả? Hơi nhỏ tuổi nhưng mà ghen tinh tế. Thí dụ đó, bây giờ cái ghen tinh tế nó như thế nào? Thỉnh thoảng thì chỉ là nhắc nhẹ, thí dụ như nói nhẹ, nói phong long mà cái kiểu như tôi cũng nghi tôi biết vậy đó nha, chứ không phải là tôi không biết đâu nha, đó nói phong long rồi đó. Thế có vậy? 20 tuổi mà ghen dễ thương quá vậy. Ghen tinh tế. Thỉnh thoảng cũng lâu lâu kiểm tra điện thoại nhẹ một cái. Ai con không thích là con xóa hết, em chỉ lựa gái đẹp trẻ trẻ rồi thôi. Gái đẹp phải thiệt đẹp em mới xóa nha. Bé Hân muốn chú thay đổi gì nè? Đừng có tắm đêm nữa là được. Đừng có tắm đêm đúng không? Dạ. Em nói hoài luôn á, em nói anh cứ anh tắm từ ở dưới lên xong rồi anh rửa mặt trước, anh quen nước rồi anh mới tắm. Nhưng mà cái đó là anh tự nghĩ thôi chứ nó đâu có chính xác đâu. Tới Tiên đó, có mong muốn cháu thay đổi gì không? Thì cũng vẫn là cái tật xấu đó, bỏ cái câu cửa miệng em quên đi. Em quên đi. Nói chung là cố gắng là nói chung gọn gàng rồi, gọn gàng rồi. Từ từ nít nó từ từ nó tập à. Nó có con rồi tự động nó sẽ biết nó phải gọn gàng, nhưng mà tập đi cho bà Bào Ngư bà bắt chước. Trời ơi thực sự nha, bữa nay nghe chuyện mới thấy quá là thú vị luôn. Cái cặp này dễ thương dễ sợ. Cảm ơn hai vợ chồng em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Cảm ơn chị Dân, cảm ơn anh Bin, cảm ơn chương trình Vợ Chồng Son rất nhiều. Còn cái giọng chị Dân dạ con. Hai bạn rất là đẹp đôi. Vậy thì bây giờ hai bạn hãy tự giới thiệu về mình.
Dạ chào anh chị, em tên là Ngọc Trinh, năm nay em 26 tuổi, hiện tại em là nhân viên thư ký văn phòng ạ. Dạ chào, chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân và chào các vị khán giả. Em tên là Lê Trường Sang, hiện em là nhân viên văn phòng. Dạ em trẻ hơn vậy, một tuổi. À, em thấy chị hả? Ừ. Thế lúc mà em Sang gặp chị Trinh đó, là lúc đó là như thế nào? Dạ lúc đó là hai đứa em học chung ở lớp anh văn buổi tối. Thì em cũng là người để ý trước thôi, tại vì lúc đó cô ấy trong lớp thì rất là ấn tượng. Đi học lúc nào cũng mặc váy mà sexy lắm, ngực tấn công mong phòng thủ. Nhưng mà lúc đó thì để ý chơi thôi, tại vì mình ngồi bằng nhất mà lúc nào cũng đi ngang cũng đập vô mặt mình chân. Mà nó nghe chưa? Đó là em vô tình đập hay là em cố tình em đập vô bản mặt không? Dạ vô tình thôi anh. Bao nhiêu lâu thì là em chịu hết nổi mà em phải thú nhận? Đập cũng có 2 năm trời. Đập 2 năm trời rồi. Chịu đi. Trời ơi. Nhưng mà sau 2 năm em mới chịu nói ra? Dạ tại vì lúc đó thì em cũng có bạn gái rồi, cho nên là em là người rất là chung thủy, cho nên là mình vô thì mình ấn tượng thì mình nhìn vậy thôi chứ mình không có ý định là theo đuổi gì hết á. Còn em sao? Dạ lúc đó thì em không có để ý đến anh này mà em cũng không có cảm giác gì hết trơn á. Và tại anh này lúc đó là ảnh xấu hết à, mà ảnh ăn mặc quê mùa nữa. Nhưng mà tại vì lúc đó là tại anh này ảnh cũng thuộc dạng học giỏi, còn em thì học hơi bị dốt, nên bởi vậy mỗi lần thi á là em toàn là nhờ anh này chỉ bài không à. Được cái là cũng nhiệt tình nên chỉ dữ lắm, nên cứ chỉ bài riết rồi xong rồi thân rồi quen với nhau, bắt đầu mình mới để ý đến anh này. Thì lúc đó em cũng có chuyện trục trặc, chuyện tình cảm nên em mới ngồi tâm sự với anh này. Lúc đó em thấy cơ hội đến rồi, mình chớp ngay liền cơ hội ngàn năm có một, mà mình nhào vô mình làm quân sư luôn, mình tư vấn nè, chọt chĩa nè, chứ là bàn ra thôi khóa cái băng bên kia luôn. Tức là chọt sao mà bên kia băng luôn, có nghĩa là quân sư này là quân sư thủ đoạn. Nhưng mà được có một cái là anh này ở nghe đi rút luôn bụng bên kia vậy á, ảnh mà nói cái gì em mới nói anh ơi giờ anh kia anh nói vậy đó rồi sao anh. Ảnh nói hả đừng có tin lời ảnh, ngày mai là ảnh sẽ nói thế này với em này là y chang, ngày mai là ảnh sẽ nói y chang vậy luôn. Sao hay vậy, vừa mình nói thằng kia là bản thân nam với nam nó hiểu nhau. Ủa nhưng mà chị hỏi nè, khi mà em phá banh được bên kia rồi thì em tự phá em hay bên đây phá lại? Dạ không, bên em là bên em banh trước rồi. Bên phá thì bên em banh trước rồi. Giờ mà bên đây chưa banh mình phá cho banh vô, mình nhào vô đó, xong cứ đi hẹn đi uống nước hoài thì tâm sự chia sẻ với nhau khoảng 2 tháng trời. Xong rồi có một ngày đó cũng đi hẹn uống cà phê, sau đó về trên đường về thì cô ấy tự nhiên, cô ấy bình thường mình cũng chở cô ấy, cô ấy ngồi xa cách lắm, đâu dám ngồi sát đâu, tự nhiên hôm đó về cô ấy tự nhiên ngồi ôm em mình, trời thấy vô rồi. Ủa đó, ủa mà sao lại ôm em hết? Em không biết sao lúc đó tự nhiên cái cảm xúc mình dâng trào, tự nhiên cái mình cảm thấy là anh này dễ thương quá, mình ôm ảnh luôn. Rồi bạn cảm nhận cái ôm đó là sao? Mình cũng đâu chịu lỗ, tự nhiên tự người ta ngồi sao ôm mình à, mình đâu chịu lỗ đâu, mình cũng lấy tay mình nắm tay lại vuốt đùi mình ôm lại, xong mình phải lấy lời hôn cái luôn. Mà hôn chỗ đâu? Hôn vô má. Là từ đó là hai bạn yêu nhau? Dạ đúng. Nhưng mà lúc mà về tìm hiểu đó, gia đình em có giống như lấn cấn cái chuyện mà bạn này thua tuổi em không? Dạ không, gia đình em thì không có quan trọng gì tuổi tác, tại vì mẹ em cũng hơn ba em đến 3 tuổi luôn mà. Dạ, có nghĩa là gia đình hoàn toàn đồng ý, không có cản ngăn gì hết. Dạ đúng rồi. Tới hay không tới là do tụi em. Rồi sau khi cưới nhau thì em có phát hiện ở chồng em có cái điều gì đó khác biệt so với lúc mà quen nhau? Dạ có, khác nhiều lắm chứ. Sau khi đám cưới về rồi mình mới phát hiện ra được nhiều chuyện. Chồng mình có nhiều cái tài mà mình cảm thấy mình bất ngờ. Tài thứ nhất? Dạ, nhịn ăn. Ảnh nhịn được từ sáng cho đến chiều tối luôn, chỉ uống một bịch sữa thôi, không thấy đói gì hết. Hèn gì chồng em đô ghê. Không ăn không đói luôn. Em nấu cơm em hả anh kêu ăn, rồi em nấu món này món kia mình cũng thay đổi khẩu vị nấu cho anh ăn, mà anh nhất định không ăn là không ăn. Em nói thôi giờ anh há miệng em đút miếng thôi nha, đút miếng nha, nha giỏi nha, cũng không chịu ăn luôn, giống như con vậy đó. Mà cũng nhất định không ăn, không ăn, vợ giận cũng không ăn. Ủa mà sao vậy? Có phải là do em giảm cân hay là do em tiết tiền hay là cái gì? Nó có lý do hết trơn á, tại vì mọi người không biết thôi chứ cái tài mà ẩm thực của vợ em nó cũng thuộc dạng gọi là thảm họa, mà cứ tưởng là giống như mình là siêu đầu bếp vậy, cứ nấu món ăn gì bắt đầu anh thấy nêm nếm ha, cực kỳ luôn, nhà múc ra thảy vô thảy vô không cần nếm lại một lần thôi đó. Chuyên môn chế mà, có lần chế anh chế nhiều món lắm, ví dụ như lần đó nấu chè bí đỏ đó, em mới đi làm về thấy nguyên một tô để sẵn chờ sẵn, mới bước vô anh hôm nay em nấu chè bí đỏ nè, thấy nhìn hấp dẫn không? Trời, mình nhìn vô thấy hết muốn ăn luôn rồi. Ủa sao vậy? Nó giống như cái sản phẩm mà khi đi vô giải về cũng vui vậy đó. Nhìn thấy ghê luôn. Bởi vì đâu có trách em là kén ăn được. Vậy là đồ ăn giục đi hả? Hay là để ngày mai hay gì mình em ăn hết? Dạ, mình em ăn rồi, ở nhà ăn em ăn riết rồi, giờ em vậy luôn. Em mấy món đó là rồi, giận chứ em cũng không ăn nổi đâu. Rồi nhịn cho thảo, sữa an toàn không? Ủa tại sao không đi ra ngoài ăn? Bỏ tiền đi ngoài ăn là ngon rồi. Bỏ tiền đâu có dễ anh. Một ngày vậy em cho có 20 ngàn thôi.
đi làm có 20 ngàn thôi nha, tính bây giờ mà về mà kiểm tra mà lố 20 ngàn, ăn xài cái gì, lấy tiền cho gái không, bao gái không? Dễ gì phải không? Quản tiền hả? Dạ, quản tiền hết luôn. Dạ đúng rồi, em là người giữ tiền. Một tháng là em đưa tiền cho ảnh là 600 ngàn, vị chi là mỗi ngày 20 ngàn. Nhưng mà là em giờ chồng em là ăn sáng ở nhà rồi ăn trưa ở nhà, chỉ có tiền ra ngoài đó là để xài vặt uống cà phê thôi, thì em thấy nhiêu đó là đủ rồi, chồng em cũng đâu có xài. Một ngày em được 20 ngàn đó hả? Ủa gì mà sao em vậy, kẹo vậy đó hả? Quá kẹo luôn, em xin thêm gán 700 đi em, không là không tháo chồng. Ủa gì cái lúc yêu nhau em có biết cái tính kẹo này không? Không, trời, lúc yêu nhau dễ gì giấu lắm chị ơi, phóng khoáng lắm. Ủa gì nói vậy đó. Em kẹo chồng em là người phung phí đúng không? Phung phí hả? Dạ không, ảnh là kẹo hơn em á. Trời ơi, em là khoan bây giờ thẳng thắn nói thật đi, bây giờ ai kẹo hơn ai? Ảnh kẹo hơn em. Em là tiết kiệm chứ không có kẹo cái gì hết. Trời ơi, em kể anh chị nghe, lúc mà hồi đi hưởng tuần trăng mật đó, rồi em mới nói với ảnh là bây giờ mình hưởng tuần trăng mật, bây giờ mình đi biển đi, em hay đi biển lắm. Bây giờ mình đi đâu ta, Nha Trang, Vũng Tàu hay là đi Phan Thiết, Mũi Né? Cái ảnh mới nói đi chi cho xa dữ vậy, tốn tiền nữa, đi muốn đi thích đi biển hả, nước hả, tầm sen nước được rồi cho nó gần nói gì đó hỏi. Nhưng cuối cùng là có đi biển hay là đi tầm sen? Có, em giận em làm đủ thứ hết trơn, cuối cùng mới chịu đi Mũi Né đó. Trời ơi, đi về mà còn than thở này kia nữa. Hết nhiêu tiền? Dạ mỗi người hết 700 ngàn. 700 ngàn mà về than dữ vậy ông? Trời ơi, 700 ngàn là... Trời ơi, 2 ngày 700 ngàn mà ông than là sao ông ơi? Không, mà có khi nào vợ em xài mà xài nhiều tiền không? Thôi ngày nào cũng xài nhiều hết anh. Phải không? Có nghiện mua sắm, ngày nào cũng lướt mua sắm chân á. Mua đồ quá trời nhiều. Mà tới dịp mà đi vậy ha, trời sao em có gì mặc chứ anh? Và tủ đồ cũng ghẻ nha, lắng qua tới tủ đồ của mình luôn. Mà tủ đồ của mình có mấy cái thôi, người ấy nhóc chân mà cái gì. Ủa? Không có gì mặc hết trơn. Ủa mà người ấy giữ tiền mà người ấy mua đồ cho người ấy, mua cho em. Tủ đồ em có mấy bộ? Tủ đồ của em á, áo sơ mi được 4 cái thôi. Đúng không? Quần tay 2 cái thôi. Còn dù quần đùi 2 cái thôi. Rồi được rồi, quần đùi được rồi. Rồi. Rồi em xoay tua làm sao? Dạ. Xoay tua làm sao? Tại vì ảnh, em nói em mua đồ cho ảnh, ảnh không chịu, ảnh nói nhiêu đó mặc được rồi, mua chi cho nhiều tốn tiền. Nói một hai lần thôi rồi, thôi em mua cho em luôn, em khỏi mua cho ảnh. Nhưng mà cái số lượng đồ của ảnh vậy thì bao, tức là em mặc một bộ vậy là mấy ngày? Tại vì á, mình tại em đi làm á là mặc đồng phục của công ty rồi. Ở nhà thì mình mặc quần đùi á trần thôi, mình đâu có mặc gì đâu. Mình đâu có cần những mua sắm. Nhưng mà ở trần cũng phải mặc quần chứ. Dạ đúng rồi. Lẽ giờ mặc cái quần không lẽ giờ cái quần tà lỗ mặc như đi với quẩn hoài. Dạ đúng rồi, quần ảnh không có cần phải mua nhiều đâu anh. Ủa sao vậy? Tại vì ảnh mặc một cái là tháng trời á. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Có bị chấn thương gì không em? Trời ơi, em nói thiệt luôn á, anh mặc có 1 tháng trời, mỗi lần tắm ra đi ra là vẫn cái quần đó y chang vậy luôn á. Nhưng đến khi mà mặc cái quần của quần mà nó bốc mùi luôn, em mới nói trời anh ơi, cái quần anh nó hôi dữ lắm rồi đó, lát mình tắm mình thay quần khác đi nha. Ổng không nói gì cho im, lát nó vô đi ra thấy cũng y chang cái quần đó luôn. Em nói trời anh ủ cái gì mà anh mặc hoài cái quần này luôn. Em là miếng giặt gì sao? Không phải, tại vì cái quần đó mình chỉ mặc ngủ thôi, sáng mình thay ra mình đi làm nữa, có dơ gì đâu mà giặt chi đúng không? Rồi. Mà không tốn nước nữa. Đó, tốn quần tốn nước. Mình chỉ tiết kiệm thôi. Nãy giờ vợ em kể thật xấu em quá trời. Vậy chứ vợ em ngoài cái chuyện nghiện mua sắm này còn thật xấu gì nữa không? Còn cái này đặc biệt nè, ngày nào cũng nhức đầu hết. Nói nhiều dễ sợ luôn. Nói một cái vấn đề gì nói nhiều quá vấn đề mà mình mệt phải không? Vô một câu chuyện vô. Kể nửa tiếng họ không biết muốn kể gì đâu. Kể nhiều lúc muốn cãi lộn luôn. Nói nhiều ghê gớm. Ông chồng em có nói nhiều không? Dạ chồng em thì cũng không nói nhiều đâu. Đúng chuyện thì bắt đầu anh mới nói. Rồi chứ trên sân khấu nãy giờ anh thấy 5 năm đó. Vậy em bức xúc hả mà đúng không? Giờ mới có dịp nói đúng không? Em còn bức xúc gì cho em nói luôn đó. Còn tật xấu nào nữa? Đó đó là mấy cái tật xấu là anh em bức xúc nhất rồi đó. Mấy cái tật xấu này em cần. Nếu ông chồng em còn gì nữa không? Em bươi móc ra thêm để có gì sao? Chồng em còn tính cọc cằn. Cọc cằn thô lỗ. Nói chuyện cọc cằn lắm, anh không có ngọt ngào tình cảm đâu. Mỗi lần em nói gì với ảnh cái là ảnh có 3 câu nói thường trực là biết rồi, mai tính, vậy đi. Cái gì cũng áp dụng gì hết trơn. Biết rồi, mai tính, vậy đi. Dạ đúng rồi. Cứ em nói đã đời cái em nói anh có nghe em nói gì không vậy? Biết rồi. Xong rồi em nói ví dụ như em hỏi chuyện khác, em nói là anh ngày mai em tính này kia vậy đó. Ảnh nói vậy đi. Đó vậy đó. Vậy giờ em muốn chồng em đổi thay cái gì nhất? Em thì muốn chồng em là phải bớt cọc cằn đi. Với lại bớt kén ăn đi. Vợ nấu gì thì mình cũng phải ăn cho vợ vui. Mà khó chịu chứ. Còn em sao, ngược lại cái mong muốn đó thì em mong muốn gì ở vợ em? Mấy cái mong muốn của vợ là em thấy em làm được. Nếu mà vợ nấu ăn đàng hoàng đúng không? Nói ít thôi thì em sẽ nói chuyện không có cọc cằn đúng không? Nói nhiều quá mình phải vậy thôi. Thực ra bây giờ chồng em đưa cái ý kiến như vậy chị thấy rất là hợp lý chứ bộ, đúng không? Dạ. Ví dụ như giờ em muốn chồng em bớt cọc cằn thì nãy chồng em có cái phản hồi liền, bớt nói nhiều đi rồi anh bớt cọc cằn. Thứ hai nữa là chồng đừng làm biếng ăn, đúng không? Nói giờ em nấu ngon đi rồi anh ăn thôi chứ có gì đâu, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà xí còn cái nữa, còn ví dụ bây giờ trong trường hợp mà vợ em muốn em á là phải
bớt làm biếng đi, phải sạch sẽ thơm tho đi thì giờ em có điều kiện gì đổi ngược lại? Sạch sẽ thơm tho cái đó là em dễ dàng thôi, làm được, chỉ cần vợ xiên giặt đồ thôi, mình thay đồ nhiều đó. Đó, cái gì chuyện qua lại hết trơn đó. Vậy là hai bạn tự giải quyết nhau được mà. Ừ. Thì chị nghĩ rằng những cái này chỉ là những cái mà giặt giảnh thôi. Hai đứa tự điều tiết được mà, đúng không? Dạ. Mong là hai bạn sớm có em bé. Ừ. Dạ. Xin cảm ơn hai bạn. Dạ, cảm ơn. Kính thưa chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và cùng thể khán giả của Vợ Chồng Son. Em tên là Nguyễn Văn Sơn, năm nay em 27 tuổi. Ừ. Nghề nghiệp của em hiện tại đang là quản lý vùng bên thức ăn gia súc. Ừ. Bên công ty Farmland thức ăn gia súc. Dạ. Sơn năm nay là 27 tuổi hả? Dạ đúng rồi. Quê đâu? Dạ, nhà quê đâu? Quê em ở Bình Phước á. Nhà hiện tại là cũng Bình Phước luôn. Dạ đúng rồi. Em ở Bình Phước lên đây đó hả? Dạ đúng rồi. Ồ. Rồi, tới em. Em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và khán giả đang xem đài. Em là Phạm Thị Quỳnh, năm nay em 21 tuổi, em là vợ của anh Sơn. Yeah, 21 tuổi. Dạ. Là hai chồng đang sống ở Bình Phước. Dạ, dạ đúng rồi. Quỳnh làm gì? Dạ em hiện tại là em đang ở nhà nội trợ thôi ạ. Ở Bình Phước, ở mặt quen quen nữa. Đúng rồi. Như nó có liên quan gì đến một cái việc gì đó, nó có rất một là cái gì đó nổi tiếng lắm nè. Nổi rần rần thời gian gần đây nè. Ai kể? Đúng không? Tụi em có thể bé đang có bầu đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Sao chia sẻ anh nghe cái câu chuyện cái vụ gì mà liên quan tới bầu á? Bầu bị hả? Sao em? Dạ anh kể đi anh. Sơn, dạ là ngày 17 tháng 3 vừa rồi đã có xảy ra cái vụ việc đó là khu vực của em là thuộc xã Thiên Lương có cái một cái vụ việc đó là trộm vô nhà đột nhập trộm xe. Thì lúc đó là em với vợ em là đang mơ mơ ngủ thì mới đầu bật camera lên thì thấy trộm đã cưa cửa rồi. Thì trong cái tình huống lúc đó thì nó xảy ra nhanh quá, nó chỉ khoảng tầm 10 giây thôi. Thì lúc đó là em mới nói là vợ ơi, ăn trộm rồi, con trộm rồi. Thì lúc đó là em mới nói là vợ ơi, lấy cho anh cái con dao rựa, tại vì em biết là bọn nó đi là lúc nào cũng thủ nhiều đồ, mình cũng sợ lắm. Lúc mình ra mình cũng chỉ muốn bắt được cướp thôi. Mình nhào ra cái mình tay không mình bắt cướp vào đó, xong đến lát sau thì thấy vợ cầm cái rựa ra mà nhảy trên cái bậc tới cả hơn mét trời đó. Nhảy xuống như vậy cái. Giờ em coi lại video rồi em mới thấy chứ lúc đó em cũng không nghĩ. Dạ. Là bả ra tay trước. Dạ đúng rồi. Rồi, rồi sao thằng trộm sao? Thì lúc đó thì em thì đang đấu đá với trộm á, thì lúc đó là vợ em mang rựa ra thì nó nhìn thấy rựa là nó sợ quá thì nó chạy. Còn lại hiện tại là ba người là đang chống trả lại em đó. Thì khi vợ em mang rựa ra thì lúc đó là nhìn thấy rựa cái là mấy bọn trộm cướp nó chạy. Nó bỏ chạy hết. Dạ đúng rồi. Đó bây giờ thực ra là khi coi thì mình đã thấy rồi. Nhưng mà bây giờ mình rất muốn nghe cái cảm xúc của người trong cuộc lúc đó. Có nghĩa là em nghĩ sao mà trong khi bầu bì như vậy, đúng không? Dạ. Mình đang bầu bì như vậy dạ. mà mình giác rửa. Bất chấp luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc đó em nghĩ sao trong đầu em? Lúc đó em không có suy nghĩ gì, lúc đó kiểu như là cuốn quá rồi mình chỉ muốn là phi ra để đưa giúp cho chồng thôi. Lúc đó kiểu như mình cuốn quá xong rồi mình quên là mình đang có bầu luôn. Em không nghĩ tới là mình đang có bầu. Chồng là 1:3 đúng không? Dạ đúng rồi. Coi như là xả thân luôn. Dạ. Nhưng mà lúc đó em cầm rửa em có hét lên hay không? Dạ. Em có. Nhảy xuống, em có dương cái rửa lên mà em hét ra tụi bay muốn gì không hả? Dạ không, em chỉ kêu là cướp thôi. Dạ. Dạ. Nếu mà tụi đó mà còn chống trả nữa là anh hỏi thiệt nghe là em có xả tụi nó không? Chắc là xả. Xả chứ. Mà em ơi, bữa đó là một mình em quánh ba thằng hả? Dạ. Ba thằng. Sau đó mà có trúng đòn không em? Dạ không ạ. Khi em quật xuống một thằng thì nó liền lấy trong con dao nó ra một cái con dao đến khi thu lại nó là một con dao đa năng. Trời thì ơi. Nó đâm em một cái thì lúc đó em né. Thì lúc đó là cái mắt của em để ý một cái thằng thứ hai, khi em đuổi nó rồi thì nó lại cầm đá nó hộ tống cho cái thằng mà em đạp nó xuống. Thì nó cầm đá nó chọi em thì em mới né được hai cục đá. Đến cái thằng thứ ba ở ngoài thì nó cũng nhảy vô để nó cứu cái thằng thứ hai. Thì lúc đó là vợ em vừa kịp chạy ra thì ba thằng nó đều chạy. Trời. Còn một thằng đứng ở chờ thằng thứ ba chạy nữa. Dạ. là bốn thằng nhưng mà cái thằng thứ tư thì nó không có vô. Dạ thằng thứ tư thì nó đứng trên xe để nó chờ cái thằng thứ ba để chạy đó. Không biết giờ dạ. Bắt được chưa ta? Dạ cái này thì em cũng chưa biết nữa. Chưa biết là bắt được hay chưa nữa, nhưng mà sau cái vụ đó thì còn khoảng tầm gần chục vụ nữa lại xảy ra khu vực của em nữa. Dạ, chắc tụi mà là bốn cái thằng quỷ đó. Em nghĩ chắc là chỉ có hai người đó thôi. Vừa rồi xảy ra một cái vụ mà cũng tự tự như hai người đó cũng quay lên nhưng mà cũng bị mất xe đó, cũng ở khu vực trong thị xã của tụi em. Rồi nguy hiểm quá. Nhưng mà em có học võ không Sơn? Dạ trước đây thì em học mà em cũng đang là giáo viên dạy võ.
Trời ơi, rồi trời ơi, xui mấy thằng đó rồi. Vô lộn nhà. Vô lộn nhà rồi. Rồi qua chương trình này với qua câu chuyện này cũng mong là coi như là cơ quan địa phương hãy quan tâm và thậm chí cũng phải theo dõi để mà bài trừ cái tệ nạn này. Dạ. Đó. Mình biết chắc mà chắc có lẽ là cũng mấy thằng đó nó vòng để mà nó thực hiện mấy cái phi vụ đó thôi. Dạ. Nghe. Dạ. Rồi. Không. Bởi vì cho nên á, là sau cái vụ đó đó, bạn này bạn hát cái bài đó thấm đượm hơn. Thấm đượm hơn. Cô bé 21 tuổi mà gan thiệt cầm rửa á. Trong lúc mang bầu nhảy xuống từ trên cao 1 mét nhảy xuống đó, dơ rửa lên tụi nó bỏ chạy. Phụ nữ phải vậy hả, lúc chồng mình gặp chuyện gì là xả thân. Đúng rồi, gặp tôi cũng vậy à, chồng tôi mà bị cái gì cái nhà biết xả tay luôn tôi đi. Xả hết chứ. Xả trước nói sao chị Mộ ơi, nói sao. Đúng rồi chứ giờ á thôi, bây giờ chúng ta tạm gác lại cái chuyện gọi là rửa đó. Rửa dưới trộn đi. Chúng ta quay trở lại với câu chuyện tình yêu đó. Bây giờ sao nè, hai đứa quen nhau sao nè. Đó, hồi em lần đầu tiên gặp cô em có ấn tượng có không? Đó, Sơn. Dạ. Thì em gặp vợ em á là lúc trước là gặp quen nhau trên Facebook. Biết nhau trên Facebook. Em cũng đã biết vợ em khoảng cách đây mấy năm. Dạ không được 1 năm, không được 1 năm đâu ạ. Thì từ khi em cưới đến bây giờ mới được hơn 1 năm một tí thôi. Trời, lâu quá chị ơi. Lúc mà khi vợ chồng em quen nhau là em đã biết vợ em trước trên Facebook rồi. Thì em có cầm thấy mình xinh đúng không? Thấy xinh quá. Thấy xinh quá, em vô em có vô trong cái tường em xem, trời ơi bé này sao nó ngon quá. em mới vô nhưng mà em chưa có thích một cái gì hết, coi như là bên này chưa biết gì đâu. Xong đến mấy tháng sau em cũng có đăng cái đàn guitar lên nè, thấy bé nó thích mà đã kết bạn với nhau trên Facebook rồi. Nhưng mà thật sự là tụi em 20 mấy năm mà tụi em mới từ đó mới biết nhau, là ở sát nhà nhau có khoảng tầm 600-700 mét là mới biết nhau thôi. Ủa em nhưng mà ai là người gửi kết bạn trước? Em cũng không hình biết như là em vì... hình như là em ạ. Mà sao em lại chấp nhận không? Chắc lâu quá rồi em cũng không nhớ đâu em hồi đó em quên hả? Lúc mà mới có Facebook á, mở ra là lúc mình đơn thương độc mã trên bạn bè cứ là bấm vô kết bạn vô accept liền. Chắc là em đó, chắc là em ạ, chắc là em. Cho nên mình đâu có nhớ được, không thể nào nhớ được. Nhưng mà em có vô nhà anh em coi mặt anh không? Dạ không. Không. Hẹn lúc mà nhắn tin qua Facebook cho em rồi á, xong rồi kiểu cũng đòi xuống nhà chơi rồi gặp mặt, nhưng mà lúc đầu em không cho. Đầu ông này nói chuyện là em thấy ghét đó, kiểu cứ ẻo lạ em không thích, xong không cho vô nhà. Cái khoảng 3-4 hôm sau á, cái canh em đi làm, thường em đi làm công ty là em đi làm rất là sớm, đi là từ lúc 5 giờ. Xong rồi chồng em mới kêu là để anh mang sữa rồi mang đồ ăn đồ này kia. Thường á là chồng em ngủ rất là trễ, 11 có khi 12 giờ là chưa thèm dậy đâu. Xong rồi lúc mà mới quen là 5 giờ sáng là dậy đem sữa đem đồ ăn đồ cho em để đi làm, đứng canh em ngay đường á. Xong rồi mới đưa cho em, xong rồi qua ngày hôm sau mấy hôm là em mới cho vô nhà chơi. Bình thường là 11 giờ mới dậy mà. Từ lúc biết là 5 giờ cúc cung tận tị. Trời ơi ông dạy gái quá vậy. Trời ơi gái này dạy là phải rồi, quá đáng yêu. Rồi sao? Đưa sữa như bao lâu mới quen được? Dạ đưa sữa thì khoảng tầm hơn tháng sau thì vợ em chấp nhận quen. Tại vì lúc đó là em cũng có ngỏ lời, cũng tỏ tình đó, nhưng mà vợ em chưa chấp nhận. Đến lần thứ 2, thứ 3, hình như thứ lần thứ 3 thì vợ em mới đồng ý. Nhưng mà cái lúc mà tụi em quen nhau qua Facebook á, rồi cái lần đầu tiên mà gặp ngoài đời á, là cái ấn tượng của em đối với bạn này làm sao? Lúc đầu là em cũng có một chút ấn tượng, nói chung là thấy anh này là đạp xe đạp đi thể dục. Là đi ngang qua cái đường như em, xong rồi lúc đó em vừa lấy xe máy em đi ra chợ mua đồ cho mẹ, xong rồi gặp chồng em là chạy vô cái đường như em chạy ra thì hai đứa gặp mặt nhau. Thì em thấy này lúc đầu là cũng đẹp trai, thì là cũng đẹp nhưng mà kiểu không được men cho lắm á chị. Kiểu vậy, ý là dậy võ rồi đó. Dạ. Mà võ. Không dậy võ thì không biết làm sao. Võ chắc bà múa luôn. Dậy võ mà còn hơi lỉ liễu lắm, còn cảm giác là yếu không hả? Men đó. Yếu hả? Nhưng mà em biết anh dạy võ không? Dạ không, lúc là em không biết. Khoảng một mấy ngày sau xuống nhà chơi, xong rồi kể cho em rồi. Xong rồi kiểu ông mới kêu em là anh đi dạy võ, xong rồi em mới đi lên chuồng em xem. Lên xem coi là xem chồng em nói là có thiệt hay không. Thì đi lên là thấy là đúng là đang dạy võ thiệt. Là lúc đó mới tin là dạy, chứ còn ông nói là không có tin. Đúng không? Dạ. Nhưng mà nè, nó dùng cái từ xuống á, nó xa lắm. Tại vì em nói là cách nhau có 600 mét à. Dạ đúng rồi. Là qua chứ đâu phải xuống. Dạ, qua đúng không? Qua nhà bên bạn gái, thấy gia đình bên bển thì sao? Dạ, nói chung là lúc đầu á là thấy bố mẹ bên đó cũng thích lắm.
Thích em à? Dạ thích, tại vì em lễ phép, với lại mình chung là mình biết cách đối xử với người lớn như thế nào. Nói chung là bố mẹ bên đó thích lắm, nhưng mà đến khúc gần cuối sau mới là không thích. Lý do? Lý do là em trước đây đã có từng có một đời vợ rồi. Dạ, em quen được khi cưới là em cưới được chắc khoảng tầm một tháng sau là bắt đầu vợ chồng cũ của em là chia tay. Tức là mới cưới có một tháng là chia tay? Dạ đúng rồi. Ồ. Dạ. Chưa con cái gì hết? Dạ chưa. Dạ. Tức là thì em đã coi từng như là một cuộc tình thôi. Ừ. Thực ra nếu mà nói đúng ra vậy là như là một cuộc tình thôi. Dạ. Chỉ có là nó khác nhau chút xíu là nó vướng về vấn đề thủ tục giấy tờ. Dạ. Hoặc là một cái đám cưới thôi. Dạ. Thì cái đó cũng chắc sau này chắc bố mẹ cũng hiểu đúng không? Dạ, lúc đầu thì bố mẹ cứ kiểu như là cấm không cho em với vợ em quen nhau nữa. Không cho quen nhau nữa, nên nói chung là em phải dùng nhiều mọi cách. Khi mà trước đây xuống đây thì bố vợ em hoặc là mẹ vợ em chỉ cần thích một cái gì đó thôi là ngày hôm sau là em sẽ mua xuống biếu cho bố vợ. Thì lúc chung là bố mẹ cũng thấy từ từ là em cũng không phải như người ta nói, thì bố mẹ cũng từ từ rồi. Xong bắt đầu em sợ, nói chung là trong cái thời gian đó là khủng hoảng lắm, vợ chồng em khủng hoảng lắm, nói chung là gần như là không thể đến được với nhau nữa. Nói chung là nhiều cái cực kỳ khó khăn lắm, lúc mà em thì chưa bao giờ phải khóc hết á, nhưng mà có lúc trong cái thời gian đó là em cũng khóc, mà trong khi đó là có vợ em động viên cho em rất nhiều. Nói chung là đến ngày hôm nay tụi em mới đến được với nhau. Cái thời gian em bị khủng hoảng là khoảng bao nhiêu lâu? Nói chung là khoảng tầm gần một tháng vậy. Lâu quá. Nãy giờ thì các tôi nghe tôi tưởng là ông bị dầm mà nó cũng phải 3-4 tháng. Thời gian quá. Lâu quá vậy ơi. Lâu lắm. Lâu quá. Lâu lắm. Ừ. Mình nghe kể tưởng bi kịch. Dài đằng đẵng. Rồi, nhưng mà anh nghĩ là chắc có lẽ là bên ba mẹ vợ của em á chắc sẽ rất là dễ có thiện cảm với em. Dạ. Vì thứ nhất là em cái mặt của em nhìn nó rất là thiện cảm. Dạ. Không hiểu sao nó nhìn cái mặt em rất là dễ có thiện cảm. Cái thứ hai nữa, anh em nói đó là em rất là lễ phép. Dạ. Biết chuyện, biết trên, biết dưới. Anh nghĩ là cái việc mà em lấy được cái tình cảm từ ba mẹ vợ đó là chuyện đương nhiên thôi. Dạ. Nghe. Đó. Rồi sao bây giờ là anh hỏi nè, ngoài cái việc gọi là em nói là có cái vụ gì mà lấy lòng á, vợ vui vui không? Dạ. Nghe không? Dạ có. Nói chung là ví dụ như ba em, bố em á thì là thích nhậu, mà thích những cái món lẩu á. Là để ý là hôm đó là mình mua về cho ba, cho bố. Thì bố thích lắm, nhưng mà bố kêu chắc mình mua mấy cái này làm cái gì, tao không thích đâu. Nhưng mặc dù mình biết trong lòng bố rất là thích, mình thấy ví dụ như trong nhà bố mình còn thiếu cái gì á, thì ví dụ như mình sắm một phần nào đó cho bố, một phần nào đó thôi. Từ từ thì bố cũng đồng cảm được, bố thấy thằng này nó không phải như người ta nói. Thì lúc đó là em chơi cái chiêu là đánh nhanh rút gọn luôn, là em kêu bố mẹ em bên này sang là hỏi cưới luôn. Chưa thôi em sợ mất lắm. Em sợ mất vợ em lắm. Đúng rồi. Em sợ lắm. Trẻ đẹp nữa. Dạ đúng rồi. Nhưng mà rồi còn bên nhà em thì gặp vợ em thì sao? Lần đầu em dắt vợ em về là mẹ em được cưới đi con. Mẹ em bắt em phải cưới ngay lập tức luôn. Được, bé này rất là được. Không cần biết em kêu cưới liền. Dạ, đúng rồi. Đó. Tại vì mẹ em là cũng là người Bắc mà. Tại người Bắc mà người Bắc cổ, nói chung là vấn đề về con gái con dâu này kia là mẹ em cũng nhìn vô cái mẹ em thấy thích luôn. Mà mặc nhưng dù mẹ vợ em với lại mẹ em bây giờ rất là hợp nhau. Hợp nhưng nhau mà lắm. Anh hỏi em nè. Dạ. Em mới có 21 tuổi à, mà lý do gì em chấp nhận em lấy ảnh vậy, thấy sớm vậy? Dạ, kiểu như là trong thời gian đó thấy kiểu từ trước giờ mình quen mình không thấy ai kiểu như là chăm lo, rồi không ai quan tâm được. Như cái anh này rất là tâm lý, kiểu lúc đó là tâm lý lắm, cứ chiều nữa, ví dụ như mình thích cái gì hay là chỉ cần mình hé hé một cái gì thôi là đã hiểu được cái ý của mình rồi. Xong rồi cái chung là ở bên chồng em cảm thấy an toàn, thấy an mình tâm và an toàn. Dạ. mọi phương diện cho nên là em mới đồng ý là kết hôn. Đồng ý xong rồi là dạ, có con luôn, chấp nhận có con luôn. Dạ. Vậy là yêu chồng quá đáng luôn á. Thật sự mà nói vậy, anh có một cái lợi thế nữa là anh đàn được, anh hát hay nữa chị. Hát hay lắm. Giận cái là đứng một góc nhà. Em nhưng mà nè, anh nói nè, em mời ba mẹ em qua hỏi cưới. Dạ. Đó, nhưng mà bản thân em có thể hiện cái tình cảm, em có bày tỏ cái tình cảm của em bằng cách là em cầu hôn đúng không? Dạ có. Có lãng mạn không? Quen bao nhiêu lâu rồi? Có lãng mạn. Em quen chắc khoảng tầm gần 2 tháng em cầu hôn.
lâu quá. Lâu quá chị ơi. Lâu quá. 60 ngày đó chị. Em khoảng tầm chị nghĩ cũng phải là 7-8 tháng phải không? Cả năm. Tầm 2 tháng. 30 60 ngày đó chị. Ngày đó. Đó. Ừ. Đó. Nó nghe nè. Dạ. Anh cầu hôn có lãng mạn không? Dạ, nói chung là cũng xến xúa với người ta. Sao em nói em kể đó nghe. Bữa đó là em đi làm về kêu là về mặc đồ đẹp đi. Nói bữa nay anh dắt đi ăn nhà hàng, cái xong rồi cũng đưa em vô nhà hàng, xong rồi kêu gọi món, gọi đồ ăn thức uống đồ ra hết rồi, xong rồi kêu ăn đi, xong rồi kiểu đang ăn được giữa chừng rồi cái chồng em thì mới đặt hoa rồi mua nhẫn rồi sẵn hết rồi, nhưng mà kiểu như là gửi người ta chưa có đem vô, xong đến lúc kiểu nhắn tin là kêu là mang vô đi thì cái chồng em mới đi ra ngoài lấy, xong rồi cái em hỏi là anh đi đâu vậy, kêu là anh đi ra ngoài tí thôi. Cái đi vô thì cầm nguyên một bó bông to vậy nè, xong rồi có cả nhẫn nữa, xong rồi đem vô rồi mới quỳ xuống kêu làm vợ anh, rồi xong rồi đeo nhẫn cho em rồi. Dạ, xong rồi em cũng đồng ý. Dạ không hát, lúc đó không hát. Trời ơi, công nhận á. Không phải tại bữa đó cầm bông rồi sao cầm đơn. Sao cầm đơn được. Bông là bông bự nữa. Vậy là phải chịu thôi, đúng không? Vậy là hai đứa lấy nhau được gần năm hả? Dạ hơn một năm ạ. Hơn một năm rồi. Chưa mà, gần được một năm đó. Yêu nhau đến lúc cưới mới là hơn một năm. Dạ đúng rồi. Đúng không? Thế là tôi cho chú là 2 tháng chú cầu hôn. Đúng không? Dạ, đúng. Thế xong rồi đến 2 tháng cầu hôn xong rồi mấy cỡ tháng sau. Lâu lắm cưới chị luôn. Ạ. Lâu lắm, cỡ phải tháng sau em mới cưới. Dạ đúng. Đó thì nay là gần năm. Dạ. Rồi giờ hai chồng sống chung vậy đó rồi, anh có lòi ra tật xấu gì không? Có. Bạn này có tật xấu chứ, nhìn cái mặt này vui quá à, dễ thương quá à. Tật nhiều xấu gì? Nhiều tật xấu lắm. Mỗi lần mà tật xấu mà bị vợ cầm ràm chắc ông cầm cái đàn không đàn. Bày hay. Bày hay. Dạ. Chà, bày hay là hơn bừa bộn đó nghe. Dơ đó. Ở dơ đó. Trời ơi. Dơ lắm, ở dơ kinh khủng luôn. Về cái quần áo rồi giày dép rồi quăng lung tung, nói chung là thay chỗ nào là dục cho đó, thay chỗ nào là dục cho đó. Có lười tắm không? Không, tắm thì ngày nào cũng tắm hết. Dạ. Bày hay đó. Có khi ngày tắm 2-3 lần. Rồi ở dơ nè, rồi kiểu cứ đồ đạc rồi lúc nào cũng quăng tứ lung tung hết, không bao giờ ví dụ như em đã xếp chỗ đó nói là cái này á mới bao giờ anh để đây nha, anh biết rồi, cái chưa được 5 phút sau yêu nó giăng vào bên đó. Cái rồi chưa được 5 phút sau, dạ rồi xong rồi đi kiếm, xong rồi cái đi kiếm hỏi ủa vợ ơi cái này anh mới để đây đâu rồi, xong cái kiểu đi hỏi đi kiếm lung tung em bực bội đó, chấp nhận dạ. Tật xấu là bừa bộn bày hay. Bày hay còn dạ. Gì nữa nè, nhây rồi xàm. Rất là xàm, chồng em rất là xàm. Ví dụ như xàm là tinh liền. Ví dụ như câu chuyện xàm nào mà em ấn tượng nhất? Ví dụ như kiểu đang ngồi vậy, đang ngồi không không vậy. Em hỏi gì anh? Giữa anh và Cao thấy Sơn em chọn ai? Trời ơi. Hay hỏi xàm xàm lắm, xong kiểu mỗi khi mình nổi cơn lên cái đi ngoài đường á, cái kêu em hỏi gì anh? Anh và cái lá này thì em sẽ chọn ai? Không thì gì gì anh và cái cây cột điện cột đèn này, nói chung là có thể là so sánh mình với bất cứ một cái mình gì với bất cứ dạ, một nhưng rồi. Mà em có trả lời không? Dạ có. Em trả lời sao? Thì chọn anh không trả lời là hỏi hoài, hỏi hoài luôn dần lân mà nhây mà xàm nhây lắm. Đó xàm vừa xàm vừa nhây nữa đúng không? Nhây mà nhây tới em, xong rồi nhây qua tới cả mẹ chồng em luôn. Mẹ chồng em đến nỗi bây giờ mà ví chồng em là như một con đĩa đói là là sao, là sao? Ông có đeo không? Đeo đĩa đói là nhây quá mà không nhả ra, không chịu nhả. Nhây lắm, giống như đĩa nó cắn vô mà không đúng chịu rồi, bung ra chị... biết nhây lắm, không chịu nhả. Có nhây với mẹ không? Có nhây có luôn. Nhây với mẹ chồng thôi, còn mẹ em thì không nhây rồi, nhây với mẹ mình chứ. Có những cái biểu hiện gì mà nó đáng yêu nó đáng yêu không? Ví dụ như trẻ thơ không? Mẹ em đang nhà mẹ chồng em thì kiểu bán tạp hóa, bán quán gạo cám đồ á. Mẹ đang nấu cơm ở dưới thì chồng em mới kêu mẹ ơi bán đồ. Cái mẹ chạy ra mẹ giục hết đồ ăn, họ đang nấu nướng cái chạy lên đâu có ai đâu. Cái xong nhiều. Dạ. Xong rồi cái nhiều khi đang không có ai, cái kêu là hết cám rồi chú ơi. Hết gạo rồi. Cái mẹ toán loạn rồi, mẹ chạy lên đâu mua gì đâu có ai mua đâu chị, tự nhiên ngồi nói không nói cho mẹ vậy. Xàm vậy mẹ đó, chạy lên chọc mẹ đó, có hay nựng mẹ rồi có hay hung mẹ rồi không? Không, chồng em thì nói chung là ít thể hiện với mẹ, nhưng mà thật sự là rất là thương mẹ. Tại vì mẹ nói chung là mẹ chồng em rất là tuyệt vời, rất là dễ thương luôn. Rồi còn gì nữa không nè, còn thật xấu gì nữa không? Ở dơ nhây đó. Rồi nhây đó rồi, nhây rồi, xàm rồi. Nhây xàm đế rồi đó. Cưa bộn rồi, bày hay rồi luôn. Nói chung là nhiều cái tật xấu lắm. Ngủ gãy nữa.
Dạ. Ngủ ngáy cái tật ngáy của em không? Tội em. Ngủ ngáy. Tội em. Ngủ ngáy mà em ngủ không được luôn á. Ngủ mà đang ngủ mà vì giật mình tỉnh dậy luôn á. Trời ơi, đứa nhỏ giờ chắc nó lo lắm. Thả bom. Thả bom mà thực dạng là nguyên tử của loại khủng luôn chứ không phải là loại thường như người ta. Mà thả bom xong rồi kiểu như cứ mỗi lần gần gần em xong rồi lấy cái chăn chùm lại. Chùm lại cho em ở trong đó xong rồi. Nên nhiều khi em đang ngủ, nhiều người ta ngủ say rồi là người ta không biết gì. Nhưng em mà đến thúi quá mà ngủ say mà phải tỉnh dậy luôn là chị biết nó thúi cái cỡ nào rồi. Tại vì cái đồ nó nặng quá à. Ngủ say rồi mà phải dậy mà phải chửi một trận xong rồi mình ngủ mới được á. Thúi quá chịu không nổi. Dơ là dơ cái đó. Nhớ kỹ là còn tật gì nữa không? Tật gì mà đáng yêu á. Đáng yêu với mẹ chồng em. Già đầu rồi mà vẫn còn như có sờ lỗ mũi, có sờ lỗ tai có. Chồng em hay sờ ti mẹ. Sờ ti mẹ luôn. Ủa. Chắc hồi nhỏ là chắc là chắc ti nè, mẹ lâu ti. Chắc là mẹ cho bú chắc cầu cả năm à. Đi ngang đi về đi chơi đó. Làm vậy quẹt cái. Sờ ti mẹ bây giờ vẫn còn sờ ti mẹ. Bóp cái chân. Nhưng mà em thấy mẹ phản ứng sao? Mẹ chửi. Sau rồi mẹ cầm kiểu như mẹ cũng dí, mẹ đánh cầm chổi rồi dí mà dí không lại. Chồng em nhanh lắm. Nhưng mà mỗi lần nhiều khoái lắm đúng không? Dạ sướng lắm. Có nghe em đi làm về mà em không nghe mẹ em chửi là em không chịu được. Không chịu được. Tại vì không... nhà em với nhà mẹ là cách nhau khoảng tầm 100 mét à. Ừ. Hay mẹ là bắt cổ á. Bắt mặt cổ đó. Tại nói sao mỗi lần mẹ chửi là dữ lắm em. Dữ lắm mẹ em chửi là dữ lắm. Chửi chửi sao đâu. Ví dụ như thí dụ một vài câu đi. Ví dụ như em toàn là chửi tục không à. Chửi em cái. Toàn mẹ em toàn là chửi tục mà. Chửi đi em sao. Cái thằng bố nhà mày tao đập chết mẹ mày bây giờ đấy. Xong rồi cầm chổi dí em nhưng mà không dí được đâu. Em cứ để cho chân cho mẹ em quật này, xong em cứ rụt lại có quật được đâu. Năm lúc mà em để chân bên này mà có bà ngoại em ngồi đó mà em quật em né được đập trúng cái chân bà ngoại nữa. Xong rồi bà ngoại em chửi ôi con này sao mày đánh tao. Bắt cổ. Rồi vậy là hết luôn rồi phải không? Không còn tật gì xấu nữa. Dạ đúng rồi. Không mới tật sự ti đáng yêu. Dạ ti đáng yêu mới một. Tật xấu đáng yêu. Dạ. Đó. Rồi giờ tới em đó Sơn. Dạ. Cổ nhìn thấy trẻ trung quá, mảnh mai quá, chắc không có tật xấu gì đúng không? Nói chung là vợ em thì không có tật xấu nào. Vợ em thì là tuyệt vời đó. Nhưng mà có một cái là hay ghen. Ghen lắm. Ghen lắm. Ví dụ được ghen lắm là ghen thế nào? Ví dụ như em đi làm á, hoặc là đi mấy bạn bè mà đi công việc á, mà ví dụ như quá giờ mà khoảng tầm 10 phút thôi là về là vợ em nó khó chịu rồi. Em về là em nhìn cái mặt là mới lại cái thái độ là em nhìn thấy vợ em giận dỗi là em thấy khó chịu lắm. Thì vợ em khó chịu lắm, em chỉ cần đi một tí xíu thôi là khó chịu. Nên bởi vậy từ lúc em cưới vợ em tới bây giờ là chưa có đêm nào mà em đi chơi với bạn bè hết á. Cũng có nhưng mà đi trước về trước 8-9 giờ không à. Mà nếu mà có đi thì cũng phải dắt vợ theo. Em nói chung là em cũng sợ lắm. Lỡ mà cái buổi nào mà không dẫn coi như cổ đi theo thì chắc là mặt kỳ lắm luôn. Là mệt luôn đó, mệt luôn đó anh. Cực kỳ mệt luôn đó, giận luôn đó. Một năm mấy về ở với nhau thì là có gây lộn, có cự cãi gì không? Chung là cũng có cãi nhau với cái vấn đề về em đi làm về muộn đó. Là vợ em nói chung là còn nhỏ mà mình cũng giải thích nhiều rồi. Là anh đi làm công việc thì nó còn tùy theo thời gian nữa, mình về có thể về trễ tí xíu. Nhưng mà vợ không nghe. Vợ đang có bầu thì nói chung vợ ở nhà cứ hay suy nghĩ sợ em đi đâu á. Chị vợ em chỉ mỗi như vậy thôi chứ không còn cái tật xấu nữa. Dạ, không có tật xấu. Thì thực ra cái đó đâu phải là không ghen. Phải ghen đâu. Không phải ghen. Đang có bầu á, khó chịu trong người lắm. Nội tiết tố nó thay đổi á. Đó, mà cứ ở nhà hoài như vậy á rồi thấy chồng đi làm mà 8-9 giờ là trễ đó cưng. Cán bộ công nhân viên nhà nước đi làm là 5-6 giờ phải có mặt nhà rồi. Ông đi tới 8-9 giờ chắc đi tăng 2. Đó, mà từ 6 giờ đến 8 giờ hoặc đến 9 giờ 3 tiếng đồng hồ nữa ông làm gì? Phải suy nghĩ chứ. Bắt buộc phải suy nghĩ thôi. Một tuần một buổi thì may ra còn có thể khả dĩ bỏ qua được đúng không? Tuần 6 ngày vậy thì bắt buộc phải nghĩ thôi. Nha, cái đó không phải là bận xấu đâu nha. Rồi bây giờ nè, em mong muốn vợ thay đổi cái gì không? Em thì hiện tại chắc em không mong muốn vợ thay đổi gì đâu. Cứ vậy đi mình như ơi. Như vậy là tốt lắm rồi. Em thấy vợ em rất là tuyệt vời. Dạ, tuyệt vời. Rồi còn em? Em thì mong chồng em là bớt sạm lại. Bớt nhây với lại bớt cái tính nóng lại. Chồng em nóng tính lắm. Chỉ có như vậy thôi. Tại vì bớt nóng thôi. Cái sàm cái nhây nó vui lắm á. Nhưng mà nhây quá chị.
bớt dội bom nguyên tử đi. Dội bây giờ đứa con em nó hửi hết trơn. Dạ. Không phải một mình vợ em hửi đâu mà hai mẹ con nó hửi á. Ủa cái mặt này hiền khô vậy mà nóng gì trời. Nóng phải có nguyên nhân chứ. Dạ đúng rồi, cũng phải có nguyên nhân. Thường những cái chuyện gì mà em nóng tức? Nói chung là ví dụ như mà vợ em, ví dụ như mà em đi mà, ví dụ như em xin đi chơi á, mà về mà trễ 8 giờ về đi là vợ khó chịu, rồi mình cứ xin lỗi á, không chịu rồi mình cứ kiểu như mình cũng bực lên á. Mình cũng bực lên mà tính mình cũng hay nóng trong tất cả các công việc khác nữa, không phải công việc như vậy. Nhưng mà em ít khi em nóng với vợ em lắm. Nóng với vấn đề về công việc ngoài thôi. Dạ. Vợ mình thì em không có nóng với vợ. Đừng nóng vợ, vợ dạ. Đang có bầu nóng tội nghiệp lắm. Dạ. Tại nó mệt lắm, có bầu dạ. Nó mệt lắm luôn. Nhất là cái mùa nóng này nữa em ạ. Mùa nóng được với lại vợ còn nhỏ lắm, 21 tuổi là quá nhỏ để mà làm vợ và làm mẹ. Thành ra là chưa có kinh nghiệm và cũng chưa có chuẩn bị hết mọi thứ để có thể đón là đối diện với một cái gia đình nhỏ, rồi cái công việc làm mẹ ra làm sao, rồi làm vợ như thế nào. Thành ra là em phải hỗ trợ hết sức cho vợ em. Dạ. Đó nhé. Dạ. Mỗi ngày thì anh nghĩ là em nên cầm cái đàn. Dạ. Đàn những bài hát nào thiếu nhi cho con mình nghe. Dạ. Rồi bên cạnh đó tặng cho vợ mình bài hát, rồi lâu lâu trước khi sờ tim mẹ mình hát cho dạ. Mẹ nghe bài nữa. Không, để cho vui vẻ cả nhà. Dạ. Nha. Dạ. Thôi anh chúc cho hai mẹ con em mẹ tròn con vuông. Dạ. Vợ chồng luôn luôn yêu thương nhau. Dạ. Hạnh phúc mãi mãi em dạ. Nha. Dạ. Rồi. Cảm ơn sẽ đến cái phần